Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Hôm nay thì chúng tôi đã quay trở lại với việc là chúng tôi sẽ giải đáp một cái câu hỏi cũng như là giới thiệu tới một cái sự kiện sắp tới diễn ra ở cuối năm nay. Một sự kiện mà phải nói là 2 năm mới có một lần. Và sự kiện đó là sự kiện gì thì chúng ta cùng tìm hiểu ở trong video này anh em nhé. Trước đây thì ở những video chúng tôi đã làm thì có đề cập đến một số những cái sự kiện, ví dụ như là những sự kiện triển lãm đồng hồ như Bezeauvre NIFS hay là Patek Philippe Exhibition đó. Thì ngoài những sự kiện triển lãm đấy ra thì chúng ta có những cái sự kiện khác ở trên thế giới mà được rất là nhiều người quan tâm, như những nhà sưu tầm mong muốn được sở hữu nó, đó là những sự kiện đấu giá. Thì Gia Bảo cũng là một trong những số đối tác của những nhà đấu giá lớn, ví dụ như là Atiko, Sotheby's, Christie, Philips, Bonhams đó. Thì thường là một năm là những nhà đấu giá sẽ tổ chức ấy, thì là một năm nó có 4 năm đến thậm chí 6-7 cái sự kiện đấu giá lớn. Tuy nhiên là cái sự kiện này thì nó là một sự kiện rất là nhân văn, một sự kiện đấu giá gây quỹ từ thiện và được đấu giá chỉ có 2 năm một lần thôi. Và cách đây 2 năm trước, chiếc đồng hồ đấu giá đắt nhất thế giới hiện tại là một chiếc Patek Philippe Grand Complication mã là 6300 vỏ ống thép ấy, có giá là 31 triệu Swiss francs, khoảng tầm 7-800 tỷ Việt Nam đồng này, con số khủng khiếp đấy, rất là chiếc đồng hồ đắt nhất. Ở đầu video này thì tôi muốn giải đáp tới anh em một số cái câu hỏi, ví dụ như là đấu giá là gì và đấu giá đồng hồ như thế nào. Thì đầu tiên thì đấu giá thì như mọi người đã biết nghe thì cũng đã tưởng tượng rồi, có nghĩa là một chiếc đồng hồ được đưa lên sàn, chúng ta sẽ đấu giá ai là người trả giá cao nhất thì chúng ta là người thắng cuộc đó. Tiếp đến thì những nhà đấu giá sẽ hoạt động như nào và những nhà đấu giá nào uy tín, thì thực tế mà nói là nếu mà về những nhà đấu giá đồng hồ vintage đỉnh nhất thì đó là Philips, Philippe Bac Russo kết hợp với nhà sưu tầm Bac Russo, và ông ý cũng như là Philippe đã đấu giá cái chiếc đồng hồ Daytoner của Paul Newman đắt nhất trong cái series Daytoner, và bây giờ hiện tại chiếc đồng hồ đấy là chiếc đồng hồ cơ khí xếp thứ 2 sau chiếc Patek Philippe 6300 mà tôi vừa mới đề cập ở cái đầu video thôi. Sau rồi là Sotheby's thì mạnh hơn về cái mảng nghệ thuật nhiều hơn, đồng hồ thì có nhưng mà đôi khi chúng tôi phát hiện ra một số cái lỗi sai cơ bản về thông tin thông số đồng hồ ở trong những cái mô tả của họ đó, thì có lẽ là họ làm khá là nhiều mảng thế nên là có một số cái sai sót, nhưng mà tuy nhiên nó là những cái sai sót nhỏ, không có vấn đề gì nghiêm trọng quá nghiêm trọng. Ngoài ra thì là Antiquorum là một nhà đấu giá chuyên về đồng hồ đấy. Christie thì có thể nói là một nhà đấu giá, một trong những nhà đấu giá lớn nhất trên thế giới, và cái sự kiện Only Watch là liên kết với Christie để đứng ra tổ chức đấu giá. Và một cái câu hỏi nữa rất là quan trọng mà tôi thấy khá là nhiều anh em có hỏi tôi là đồng hồ đấu giá đắt hay là rẻ, thì phải chia sẻ với anh em một điều như thế này: không có đồng hồ đấu giá đắt hay rẻ mà là chúng ta mua như thế nào thôi. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái chiếc đồng hồ đã đưa lên đấu giá thì những chiếc đồng hồ đó thường là những chiếc đồng hồ không có quá nhiều trên thị trường đó. Và cái những chiếc đồng hồ đấu giá thì chúng ta sẽ thấy như thế này, là sau cái giá góp búa là chúng ta sẽ thường là ẹt thêm 25%, đấy là chi phí của thuế, xong rồi chi phí của nhà đấu giá. Thế nên là nghĩ là khi chúng ta thắng ở cuộc đấu giá với cái mức giá ok, cái giá sàn so với cái gray market rồi ấy, thì chúng ta lại phải ẹt thêm 25% nữa. Thế nên là rất là nhiều chiếc đồng hồ, nếu như chúng ta so sánh với một cái hệ quy chiếu, đấy là giá đồng hồ trên gray market, có nghĩa là giá trị thị trường ở chợ xám ấy, thì những chiếc đồng hồ đấu giá sẽ cao hơn hẳn so với cả trên thị trường. Tuy nhiên lại là chúng ta phải nhìn ở một mặt khác của một vấn đề, đó chính là khi chúng ta chiến thắng một chiếc đồng hồ đấu giá thì cái cảm xúc đem lại của chúng ta hoàn toàn khác với việc chúng ta bỏ tiền ra mua một cái đồng hồ. Và khi chúng ta mua một cái sản phẩm đã được họ kiểm tra, kiểm định và họ đưa ra họ bán, có nghĩa là chúng ta mua cả tên thương hiệu của họ, ví dụ như là Christie, Sotheby's, Antiquorum, đó là những thương hiệu đấu giá rất uy tín. Như Gia Bảo Luxury với kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi thấy là có những cái chiếc đồng hồ, ví dụ như là may mắn thì chúng ta vẫn có thể đấu giá được, và sau khi cộng cả giá góp búa vẫn có một cái mức giá thực sự là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì những chiếc đồng hồ đó hiếm, không có quá nhiều trên thị trường. Một số chiếc, ví dụ như là chiếc gần đây thì là có một chiếc đồng hồ Patek Philippe để bán Navicoque, có tuổi đời khoảng tầm gần 50 năm,
nó rất là đặc biệt và cũng rất là hiếm, đảm bảo trên thị trường gần như là không có chiếc đồng hồ thứ hai, rất là ít, và chúng tôi đã chiến thắng một cuộc đấu giá. Đắt hay rẻ thì chúng ta nó mang tính chất là tương đối thôi, và cái cảm xúc tôi nói rồi, cái vấn đề ở đây là cái cảm xúc khi chúng ta chiến thắng một món đồ đấu giá nó mới là quan trọng đó. Chúng ta hãy cùng lướt qua sự kiện đấu giá mà 2 năm chỉ có một lần, sự kiện mà đấu giá toàn những chiếc đồng hồ độc nhất và nó mang tên là Only Watch, cái tên đã nói lên tất cả đúng không ạ? Sự kiện này thì sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên website chính thức của Gia Bảo Luxury là giabảoluxury.com. Đây như anh em đang thấy, đây là sự kiện Only Watch 2021 Collection với 54 thương hiệu, và trong đó đa phần là những thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay, có AP, có Patek Philippe, có Richard Mille và có những cái thương hiệu đồng hồ độc lập khác đang rất là nổi như là Epigone, và chúng ta có thể thấy được Bovet, Jacob & Co, Diplo. Trong cái sự kiện năm 2021 này chúng tôi có đề cập đến 4 chiếc đồng hồ mà các bạn không thể bỏ qua. Thứ nhất đó chính là thương hiệu của Patek Philippe. Năm nay Patek Philippe là một chiếc đồng hồ, không phải là một chiếc đồng hồ đeo tay nữa, họ vừa chiến thắng cái World Record trên thế giới về cái chiếc đồng hồ đeo tay đắt nhất trên thế giới 31 triệu đô rồi, thì không việc gì họ phải tạo ra một chiếc đồng hồ khác mà dễ dàng có thể bị so sánh. Vậy nên là năm nay họ đã thay đổi và họ đã làm một chiếc đồng hồ để bàn, được làm theo nguyên mẫu gần như là giống đến 90% với chiếc đồng hồ để bàn của ngài James Wood Packard. Thì một chút về cái nhà ngài James Wood Packard này thì ông ấy là một nhà sưu tầm cũng như là một doanh nhân làm trong lĩnh vực ô tô đó, thì ông ấy có những cái bộ sưu tập rất là đỉnh về đồng hồ quả quýt, đồng hồ để bàn của những thương hiệu lớn như là Piaget, Vacheron Constantin và Patek Philippe. Thì cái chiếc đồng hồ mà đem lên Only Watch đấu giá này thì mô phỏng theo chiếc đồng hồ đó, và mức giá nó được định giá là khoảng 400 đến 500 ngàn Swiss francs, nhưng tôi tin là nó phải đắt ít nhất là phải gấp đôi đó, với vỏ là bằng gỗ óc chó và bạc, với những cái độ hoàn thiện chạm khắc rất là đẹp mắt, chức năng là lịch vạn niên bao gồm là cả lịch tuần, rất là đẹp. Đây là một trong số những chiếc đồng hồ mà tôi thấy cần phải giới thiệu tới anh em trong cái sự kiện này. Sau thương hiệu đồng hồ độc lập truyền thống Patek Philippe thì chúng ta kế tiếp đến thương hiệu đồng hồ độc lập truyền thống mà là đối trọng của Patek, đó chính là Audemars Piguet. Thì năm nay Audemars Piguet đưa đến một sản phẩm mà nó đang rất là hot trend hiện tại, đấy là Royal Oak. Đó là phiên bản Jumbo 1/2022 lấy theo nguyên mẫu của phiên bản Jumbo đầu tiên 4/2022. Và chiếc đồng hồ này duy nhất là chỉ có một chiếc thôi nhé, với độ hoàn thiện khác với cả những chiếc 1/2022 hiện tại. Chiếc này là lấy mặt số màu xám với cái đường vân là petit, đường vân petit tapestry đó. Chiếc đồng hồ này thì được làm từ vỏ titanium chứ không phải là bằng thép đó, rất là đặc biệt. Chiếc đồng hồ này được định giá khoảng tầm từ 160.000 đến 320.000 Swiss franc, nhưng tôi cũng tin là ít nhất nó phải kết thúc sự kiện nó phải cao hơn cái mức giá cuối là 320.000 đô, ít nhất phải 1,5 lần đó. Sau khi chúng ta đi qua hai thương hiệu đồng hồ độc lập truyền thống rồi thì chúng ta đến hai thương hiệu đồng hồ độc lập đang được người chơi hệ sưu tầm cũng như là người chơi hệ có tiền quan tâm hiện nay, đó chính là Richard Mille và Epigone. Và thương hiệu của Richard Mille đưa đến sự kiện Hollywood một phiên bản 6702, thì chúng ta có thể thấy là 67 đó là một cái phiên bản ultra thin siêu mỏng với lớp vỏ white và red quartz PPT. Một cái những chiếc Richard Mille này thì rất là đắt, các bạn có thể biết là giá thị trường nó rơi vào tầm khoảng 3 đến 400 ngàn USD thời điểm hiện tại. Đó là Richard Mille. Tuy nhiên tôi lại thích cái thương hiệu đồng hồ dành cho những người thích tìm hiểu hơn. Đó là Epigone. Ông ấy là một trong số những nhà chế tác đồng hồ độc lập rất là nổi tiếng và được những nhà sưu tầm rất là thích muốn sở hữu một chiếc Epigone. Và chúng tôi đã từng sở hữu những chiếc đồng hồ Epigone trước đây rồi, thì chúng tôi đã thấy được độ hoàn thiện rất tuyệt vời. Và nó là một cái món đầu tư đúng như tôi nói ở những video khi chúng tôi so sánh một chiếc Epigone với một chiếc Patek Philippe, thì nó sẽ là một cái tương lai cách đây khoảng 4 năm không nhớ lắm. Và năm nay thì ngài Epigone đã đưa đến sự kiện Only Watch một chiếc đồng hồ rất độc đáo và đặc biệt. Và chiếc đồng hồ của ngài Epigone ấy thì lấy ý tưởng từ đạo diễn phim Bố Già, tạo ra một cái mặt số hoàn toàn đặc biệt với cái cách hiển thị giờ nó theo bàn tay,
một bàn tay 5 ngón. Đây, bàn tay 5 ngón. Thì chúng ta sẽ hiển thị giờ như thế nào? Đây là 1 giờ này, 2 giờ này, 3 giờ, 4 giờ này, 5 giờ này, 6 giờ này, 7 giờ này, 8 giờ này, 9 giờ này, 10 giờ là nắm chặt này, 11 giờ là ngón út, 11 giờ là ngón út, và 12 giờ là như thế này. Đó, đây là 12 giờ, một cách hiển thị rất là thú vị. Và tất nhiên là có phút, phút là một cái kim nho nhỏ chỉ ở rìa ngoài. Đây là một chiếc đồng hồ phải nói là vô cùng đặc biệt. Cỗ máy của chiếc đồng hồ này là một cỗ máy hoàn toàn bằng vàng, một thương hiệu đi liền với Peugeot. Và chiếc đồng hồ này thì được định giá khoảng từ 300 đến 400 ngàn Swiss francs. Thì tôi cũng nghĩ là chiếc đồng hồ đó sẽ có mức giá cao hơn một chiếc đồng hồ của một nghệ nhân chế tác đồng hồ đương đại đang rất nổi tiếng, Peugeot, với cả một hình thức hiển thị giờ phút hoàn toàn đặc biệt. Thì mức giá nó có thể nói là không biết thế nào được, không thể dự đoán được đó. Và đây cũng là cuối video này rồi. Thì trong video thì chúng tôi đã chia sẻ những cái kiến thức và trải nghiệm của Gia Bảo Luxury cũng như tôi về những cái sự kiện đấu giá. Thì anh em có những cái thắc mắc cũng như là câu hỏi về sự kiện đấu giá sắp tới Only Watch, hay là những sự kiện đấu giá của các nhà đấu giá lớn như là Antiquorum, Christie, Sotheby's, Bonham, Antiquorum vân vân, thì có thể liên hệ trực tiếp tới Gia Bảo Luxury cũng như là comment ở phía dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.